Hello mấy em, chị chính là chị Mèo Simi, chị rất là nổi tiếng, chị tới 4 triệu sập lận. Em tặng cho chị bông hoa nè. Em tặng cho chị hoa nè. Ủa, tôi mới là Mèo Simi thật mà. Ủa cái bà kia. Chị ơi. Bà nói gì hả? Tôi mới là Mèo Simi thật nè. Cái gì Mèo Simi thật? Ê cái bà kia, bà đừng có giả dạng tôi nha, tôi mới là Mèo Simi thật mà. Bà có đút bạc không? Tôi có đút bạc nè. Ủa cái này của tôi mà. Ủa, rồi ai là Mèo Simi thật vậy? Trời ai gọi giống nhau đi hệt luôn, không biết ai luôn á. Cưng muốn sao? Solo, bà muốn solo với tôi không hả? Solo à, solo thì solo, để coi ai mới là Mèo Simi thật. Đúng vậy, và thế là Sim đã solo với bà Sim giả để xem ai là người chơi game giỏi nhất để chứng minh ai mới là Mèo Simi thật, mà tính ra cái bà đồ để đánh đau thật chứ. Ây da, đánh tôi nữa coi. Ok, và để xem coi mình hay là bạn này mới là Mèo Simi thật. Thì ok, trước khi bắt đầu video này thì các bạn cũng đừng quên giúp video của Sim được like và like và cả các bạn trong việc này. 3, 2, 1, thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn giờ solo thôi. Ok, và bắt đầu trò chơi đầu tiên đó chính là chạy nhanh parkour. Ok, Simi Fake à, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hả? À, tất nhiên là sẵn sàng rồi đó chứ hả? À, bây giờ cậu vô liền luôn tôi đi. Tôi chạy trước. Ơ, ừ, tôi không đợi cậu đâu. À, trời ơi, nghĩ sao vậy? Trời không hiểu sao? Có mấy bạn fan tin gọi là người cái bà này là Simi thật. Trời ơi, Simi nào mà tóc người là vì mập tôi lùi vậy. Về quá trời ơi, nói chung á là ai là thật á là nó sẽ chứng minh qua việc người ta sẽ chiến thắng cái trò chơi này, hiểu chưa? Yeah, mà nói ơi, bởi vì tôi là Mèo Simi nên tôi sẽ chơi game rất là giỏi nên chắc chắn các bạn sẽ tin mình là Simi thật. Các bạn đừng có tin gọi là Simi nào mà ngồi cái người nhỏ xíu vậy. Simi thật á là phải cơ bắp giống tôi nè, mày hiểu không? Cái gì mà cơ bắp, đó là mập như heo thì có. Trời ơi trời, trời ơi, giỏi thì dám chơi mình làm luôn á. Cày ghê à. Ôi nhưng mà Simi Fake à. Ôi cô ta, cô ta chơi nhanh vô. Nhanh lắm cậu ơi, bây giờ cậu mà té. Ây da, trời ơi. Tôi vừa mới nói bây giờ cậu mà té cái gì tôi té luôn trời. Ây da, trời ơi, tôi chuẩn bị tới đất nè. Ây da. Chưa, đây, bắt đầu trận mới nè. Ý là, ủa tôi sao lấy cái màu đỏ gì trời ơi. Trời ơi, màu đỏ khó nhìn quá, tôi không nhìn thấy gì được. Không thấy gì hết trơn á. Ok, nhất định phải chiến thắng để chứng minh cho các bạn gọi là fan rằng mình mới là Mèo Simi thật, còn bà ta là gì? Simi giả. Thì đi thắng gì, làm gì có thắng gì, trời ơi. Thắng chứ, đây nè, cậu gái hơi bị nhiều á, nãy chờ tôi là tôi chạy hơi bị nhanh đó nha, thấy chưa? Không rồi quá mà không rồi, bây giờ là giờ nè, trời ơi, cậu tính là cậu hơn tôi có xíu chứ nhiều đâu hả? Đây đây, tôi chạy nhanh hơn cậu nè, đây ok, ui, nhảy, nhảy, đó, trời ơi. Nhanh cỡ nào, nhanh cỡ nào á? Nhanh, nhanh như Flash đó, ok ok. Flash gì, Flash mode à? Ừ, rồi sao nó chạy nhanh dữ ra. Trời ơi, bởi vì tôi là Mèo Simi thật mà, đúng không các bạn? Mèo Simi thật gọi là gì ta, chơi game rất là giỏi. Đây, tôi sắp về đích rồi. Lẹ đi, lẹ đi, trời ơi, sao con gió này chạy nhanh vậy? Trời ơi, tôi mà cậu rồi lấy là mập như vậy làm sao chạy nhanh bằng tôi được, đúng không? Đấy, ok. Tôi dám vậy mình mập hoài luôn vậy, nhỏ này luôn á. Đây đây đây, nhảy, nhảy. Đây. Ui cha, cha, cha. Rồi. Ơi bạn ơi, bạn giả bộ té cái được không? Giả bộ té đi. Sao vậy? Không được. Tôi mà té là cậu thắng làm sao, rồi cậu lên mặt tôi thì sao? Chứ cái này hay lắm. Rồi. Các bạn ơi, chuẩn bị tới đích đi. Liêu liêu. Mà đừng về đích mà, đừng mà. Thôi mà. Tại sao lại không chứ? Đây, đây. Ơi, ơi trời ơi, cậu ơi, cái này cái gì á? Cái này cái gì ta? Cái gì ạ? Cái gì ạ? Đâu à? Đâu đây? Đợi xíu. Ok các bạn, trận đầu tiên mình là người chiến thắng rồi. Simi à, Simi giả à, cậu đã phục chưa? Không phục nha. Bây giờ chúng ta đến với trận tiếp theo đi. Tôi không phục cái trận này đâu. Vậy trận đầu tiên mà cũng không phục hả? Vậy thôi, trận 2 vậy tôi sẽ để cho cậu phục toàn tâm. Sao? Ok, và trò chơi tiếp theo đó chính là thời trang. Nè, Simi thật gọi là rất là fashion, rất là đáng yêu khi là mặc những trang phục đáng yêu lên. Ok, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Anh tự tin hay thấy quá rồi đó cậu à. Cậu tự tin hay bị thấy quá rồi đó. Được rồi, để xem trong trò chơi thời trang ai là người ăn mặc xinh đẹp nhất nào. Ok. Thời trang à, xin lỗi, trò này tôi là số 1. Các bạn thấy là cái bộ đồ của tôi không? Cái outfit của tôi nè, đó, mặc đồ nó phải chỉnh chu như vậy. Áo là áo xanh, tóc là còn đẹp hơn con nhỏ Simi kia đó. Trời, còn thêm cái tai thỏ nữa. Tai thỏ để thể hiện lại gì? Bây giờ tôi rất là thích anh cây gôn đó, mà đâu có thể hiện cái điều đó trời. Cái gì? Trời, cái bà này nói gì cũng nói được hả? Ok, được rồi, tôi chấp bà luôn đó. Rồi, ok, bây giờ ăn mặc làm sao thật là xinh đẹp đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ mặc trở thành một cô công chúa.
À, tôi sẽ trở thành công chúa để coi bà làm việc tôi. Công chúa sao? Công chúa à? Trời ơi, bây giờ thời nào còn công chúa nữa. Đấy. Trời ơi. Trời, ủa thì Simmy rất thích làm công chúa thì phải trở thành công chúa chứ sao nữa. Ủa, chứ bà làm gì? Định là tôi định làm là làm hoàng tử, làm hoàng tử. Hoàng tử của bạn gái mà. Trời ơi. Ê, sao bà nói là bà muốn làm hoàng tử? Không không, tại vì là bây giờ là Simmy là thích phá cách, bà hiểu không? Simmy thích phá cách. Tôi cảm giác cái mùi mà Simmy giả mạo đang gọi là thum thủm quanh đây nè. Giả gì? Có giả gì đâu. Trời, nó nhiều quá. Có giả gì đâu mà. Dạ, ok, vậy thôi. Tôi cứ tiếp tục phối đồ vậy. Ok, bây giờ mình sẽ phối trở thành cô công chúa. Mà tôi rồi các bạn ơi, hiện tại mình tình hình là mình thấy trong này toàn đồ thiên thần không mà. Trời ơi, thôi, thiên thần cũng được, thiên thần phải có cánh. Đó, em thì phải có anh. Đó, trời. Ê, cho tôi cái váy này được không? Cái váy này. Cho tôi cái váy này. À, tôi muốn lấy cái váy này. Thì thôi, mình sẽ mặc cái bộ này. Bộ này nhiều fashion đó nha. Nhưng mà tiếc ghê các bạn ơi, mình không có mặc được cái váy xanh kia. Trời, cái váy xanh kia lên người mình là hoàn hảo đó các bạn. Ok, mình sẽ mặc cái váy xanh nhạt này. Ê, nhìn cũng được đó nha. Đó, trời, một cô công chúa ơi, chứ ta một con người cá. Hồi nãy mình không định mặc cái áo ngực này đâu mà tự nhiên nó bị dính vô các bạn à, tức ghê. Ê, là mình phối cái màu tím này thử coi. Màu tím này xấu quá. Thôi, lỗi là màu xanh đi. Ok, xin lỗi ạ. Tiếp theo là chúng ta sẽ mang cái guốc màu xanh. Đó, tan 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 tan. Chưa xong mà, chưa xong mà. Có gì là cậu xong rồi hả? Alo. Tất nhiên rồi, tôi là xong rồi. Bây giờ tôi thêm cái tóc nữa là tôi xong rồi. Trời ơi, trời ơi. Nhanh dữ vậy, không thể nào. Cậu ta nhìn như thôi mà nhanh vậy. Không được, mình không thể đâu thua Simmy giả mạo được. Ok ok. Được rồi, bây giờ mình sẽ mang cho mình một cái vương miệng nữa. Ok, mà đợi đó. Đang đợi nè, vẫn đang đợi mà. Trời, nó nhiều quá, nó nhiều quá. Ok ok, mình không thể đâu thua Simmy giả mạo được. Sao đây toàn đồ ác quỷ vậy mà. Cái chủ đề gì trời. Bây giờ mình đã xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tới phần chấm điểm với mọi người. Let's go. Let's go. Ok các bạn, chúng ta cùng tới phần chấm điểm nào. Simmy fake à, tôi chắc chắn sẽ là người chiến thắng rồi. Ok, tới tôi nè. Xin trân trọng giới thiệu công chúa Mèo Simmy. Ta-da, thấy sao, thấy sao? À, thấy sao? Cũng bình thường, nhưng mà nói chung á, tôi là một người chấm điểm rất là công tâm, cho nên là tôi sẽ cho bà 5 sao luôn. Cảm ơn bà nha. Trời ơi, cảm ơn. Rồi, bây giờ tới bà nè. Đây, tôi á là người gọi là trình diễn cuối cùng luôn nha mấy đấy. Đó, coi bà của tôi nè. Ủa, sao trang tôi vậy? Ủa, bà kêu mặc cũng y chang tôi luôn á. Bà mới là người bắt trước tôi đó, bà mặc y chang tôi hả? Hả? Ủa, cái gì vậy? Bà mới là người mặc y chang tôi á. Bà chơi gian vừa thôi, bà nội cơ. Ra là bà chơi ăn gian, bà bắt trước tôi à. Rồi, để coi ai người chiến thắng. Wow, không có ai là người chiến thắng luôn, wow. Nó gì là hòa nữa hả? Chà, nhức đầu giữ ta, nhưng không sao. Mình vẫn là người giữ số 1. Chị bà đã phụt chưa? Không phụt, tiếp tục đi. Ok, tiếp tục. Được rồi, thử thách tiếp theo đó chính là thoát khỏi thiên tai. Ok, bà đã sẵn sàng chưa? Ôi gì? Thiên tai luôn hả? Ây da. Đúng rồi, bây giờ tụi mình, nhiệm vụ của tụi mình đó chính là trốn khỏi thiên tai. Mà không biết cái thiên tai tụi mình gặp sẽ là gì đây. Nên tụi mình nghĩ tụi mình nên trốn trong nhà hay là trốn ở ngoài đây. Bởi vì tụi mình chưa biết được. Để coi thiên tai đúng là yếu đuối mà. Trời ơi, gọi là ba cái thiên tai này là mình xin bị thật là không có ngán, hiểu không? Cái gì? Trời ơi, thiên tai mà bà không có sợ hả? Trời ơi, bà biết là lỡ sóng thần lava ập đến. Ui, ui, bà lốc xoay đến tới. Rồi xong, tôi đi luôn rồi. Áo ma Canada nha. Trời, bây giờ mình ở bãi biển mọi người mà không biết thiên tai thì mình gặp sẽ là gì đây? Trời đất ơi, cái gì mà đứng ngay bờ biển vậy? Trời, cái gì mà lỏng lẻo vậy? Trời, lỏng lẻo hả? Trời, đúng là yếu đuối mà. Simmy thật á là sẽ không bao giờ sợ những cái thiên tai này, bà hiểu không? Thiệt không? Trời ơi, lốc xoáy hay là lava là bà tới thời luôn đó. Okay. Chứ còn gì nữa, làm ơn hãy tới đây đi, tôi không sợ cái gì hết, gì hết. Trời ơi, nhìn bả kìa, ủa gì vậy? Con nè! Ui, sao không sao? Ôi sống trời ơi, sống sét rồi, chạy vô nhà luôn. Ôi sống kìa, sống kìa. Ôi trời ơi, nó đập vỡ hết luôn kìa, biết má ơi. Trời ơi, đứng ở ngoài đường hả? Trời ơi, sao tội nghiệp quá vậy? Tôi là tôi đang ở trong nhà nè. À, trời ơi, sợ mấy bạn ơi, các bạn nhìn mình nè. Trời, bả trong nhà, tôi đứng ở đây. Tôi còn sống được, trời là vâng. Trời ơi, là vâng, ai đánh bả giúp tôi. Trời ơi, mà đứng ngay cái cột đó đó hả? Trời ơi. Trời ơi, tôi đang đắp ở cái cột này bà ơi. Trời ơi, trời, cái sống gì các bạn? Thôi đánh tùm lum luôn. Ê, đừng có đánh chúng tôi. Ôi, ôi bà ơi, đánh chúng bà kìa. Bà ơi, đâu quan tâm đâu. Trời, đánh hồ đi, đánh hồ đi. Trời ơi, nó sập cái nhà tôi. Ôi, trời ơi, ôi, chúng tôi nè bà ơi. Trời ơi,
Trời ơi, nó sập cái nhà luôn rồi. Nhà mất nóc rồi rồi, trời ơi. Cô ơi, cẩn thận, cẩn thận. Ê, bà đi, bà liều chứ vậy. Ê, là Vân, đừng là tôi nha, đừng là múa, tôi nha. Múa, múa. Trời, bà sim, bà múa kìa, bà không bị giết trơn à. Nè, nè, đi vòng vòng luôn nè, đó, sợ gì đâu, đi vòng vòng luôn mà. Trời ơi, dữ gì bà, dữ vậy, trời ơi. Ui, bạn ơi, nhìn sớm nè, phá nát hết công trình rồi. Ui, ây da, trời ơi, bay vào rồi. Ui, tôi còn sống nha, ê, tôi còn sống nha. Tôi còn sống. Trời ơi, mình bay vào rồi. Tôi còn sống. Ủa, thắng chưa? Yeah, tôi thắng nữa rồi. Yeah. Ê, xí bà. Phụt chưa vọp. Chơi ván cuối cùng và sự cũng sẽ là ván quyết định nha mọi người. Let's go. Ok bạn, đây cũng sẽ là thử thách cuối cùng. Đó chính là thoát khỏi cô giữ trẻ khó tính. Đó, bởi vì cái bà Simi dạ này, bà cứ bắt tôi solo hoài, bà mệt ghê á. Trời đất ơi, rồi thử thách cuối cùng nha. Ok rồi, thử thách cuối cùng này là bây giờ chúng ta sẽ vượt nhà tù. Đó, mở cái cổng ra. Dạ, con chào cô. Dạ, con chào cô. Trời, nhưng mà tôi đi trước nha, liêu liêu. Ơ, bà làm gì vậy? Tôi đi trước nha. Cô ơi, cô có bạn kia, bạn trốn ra đây nè cô. Trời ơi, dám trốn. Bà, cũng trốn chứ bộ. Đây, tôi chạy trước. Ây da, ok. Trời ơi, kẹt cái tủ. Trời ơi, vô đây. Tôi sẽ là người chạy nhanh nhất. Nè, bà không có đuổi được tôi đâu. Ủa, nó mở từng cái hả? Giỡn mặt hả? Ủa đây, qua rồi. Đây, tôi đi trước, tôi không cho bà đi đâu. Bình tĩnh thôi, nhẹ nhàng thôi. Đi gì mà gấp gáp cái gì? Phải gấp gáp chứ. Tôi phải thắng trò này, tôi quá mệt rồi. Bà mất solo lại. Không gì gấp gáp đâu, đừng có gấp gáp mà. Trời ơi. Ôi, ôi, trời ơi, cô giữ trẻ phát hiện tôi. Ui, bà cũng đánh rắm được hả? Eo. Trời ơi, con xin lỗi cô mà. Con xin lỗi cô. Ây da, cô bắt mình rồi. Cô ơi, đừng bắt con nữa. Trời ơi, cô dí gớm quá cô ơi. Từ từ cô ơi, đừng dí con nữa. Trời, ok, bây giờ mình sẽ làm gì đây? Bây giờ mình sẽ dùng cái block này để xếp lên hả ta? Đúng không? À, tôi không biết nữa, chắc chắn là mấy cái lóc này là để xếp lên rồi đó, thấy chưa? Bởi vậy á, Simi fake, đâu biết gì đâu. Cái gì vậy? Tôi chỉ hỏi chơi thôi mà. Đây, ok. Ủa, chẳng lẽ đâu có cái gì nữa sao? Trời ơi, giúp quá bà nội. Bên đây có nè bà nội, bên đây có cái đường nè. Ôi, trời ơi, đúc dữ vậy. Không được để bà Simi lên mặt được. Non. Đây, tôi nhảy lên được rồi nha. Bà cứ gọi là chị bảo tôi non đi. Non mà lên được lên đây rồi nha. Trời ơi, làm như tao không lên được cái sao á. Trời ơi, lên luôn nè ơi. Không hiểu sao luôn mà thử thách cuối cùng nó hơi bị dài đấy các bạn. Bởi vì cái này mình phải thoát khỏi gọi là cô giữ trẻ khó tính. Đấy, ok. Bum. Ui, trời, mở cửa đúng mệt luôn các bạn. Ok, gì đây? Ủa, cái này không có gì cả. Bắt cô lên đây, Đây, ok, bà dẫn tôi đi chơi cái trò gì mà thấy nó mệt mỏi gì bà. Ôi trời, ôi, bên đây có mấy người chơi khác nữa. Thì ra trong cái thử thách này nhiều người chơi vậy sao? Ok. Đây. Ô, leo lên đâu á? À, qua đây. Bên này. Tôi đi trước. Chứ gì? Trời ơi, bình tĩnh, cứ bình tĩnh thôi, đâu có gì. Ủa sao mình leo lên nó vừa vậy? Kỳ vậy? Rồi, lên được chưa? Rồi nhảy lên. À, ra là vậy. Trời ơi, thấy nó kỳ kỳ má ơi. Nút quá, Simi thật, sao mà nút vậy được? Ok. Rồi, còn bên này là. Ui, rồi bên này có cả laser nữa. Trời ơi. Ê, đây là cô giữ trẻ này, có thật sự là cô giữ trẻ không vậy? Tôi thấy cổ không có đúng giống cô giữ trẻ lắm bà ơi. Trời cô ơi. Này cô chơi lớn nha. Rồi, bấm cái nút nè. Tôi thấy là cô chơi gọi là laser điện với hàng rào điện không mà. Trời ơi, cái này là cô bắt quái vật chứ trông trẻ gì trời. Ủa, đi bên nào vậy bà? Bà đi bên đó đó bà, bà không biết đường à? Không biết đường nè. Xuống đây nè, trời ơi. Xin lỗi nha. Rồi, ui, nước acid luôn. Chồng của cô giữ trẻ. Ui, trời ơi. Trời ơi, tôi solo với ông chồng nè, trời ơi. Ôi trời. Chồng của cô vui vẻ nè. Đây. Trời ơi. Trời ơi, hai vợ chồng quý cha nhau lần đánh rắn vừa vừa. Ôi, yes. Trời ơi, ông thả cái chiếc axit gì mà xanh nó gớm lắm ấy. Tiếp. Trời, tôi đi nè. Đấy, ok. Tiếp theo. Ui, trời ơi, cái nhà gì mà kỳ lạ cái vậy? Từ. Tiếp tục. Rồi đi đâu? Tôi lượm chữ A. À, mình sẽ nhét mấy chữ cái lên đây hả? À, rồi A. Bây giờ là bắt về mã nữa, trời ơi. Đây, B. Rồi C ở đâu? C. Đó, C là con cá. Đó. A, B, C, D, E, F, G. Đó, mở cửa nè. Rồi cái gì đây?
Rồi tiếp tục là đây, bây giờ mình phải bắt cua. Nhìn mấy đồ. Tôi bắt được cua nè, bắt con cua nè, đó, chạy lên. Bắt con cua luôn hả? À, ghê quá vậy. Trời ơi, nhìn cái map này. Bà đi nhanh chi cho mệt vậy, tí tôi cũng vượt qua bà. Tại giờ tôi đang giữ sức thôi, phải không? Đừng đi nhanh quá. Ghê vậy sao? Trời ơi, mở cái cửa ra, mở cửa mỏi tay mấy bạn ơi. Trời ơi, ok, tiếp tục. Chạy, ok, rồi. Ui, cô giữ trẻ đâu kìa. Cô giữ trẻ. Chạy, bấm cái nút. Không làm gì, nhưng phải bấm cái nút chứ. Trời ơi, cô ơi. Em xin lỗi cô, bà. Trời sao cô dí gần như vậy cô dí gần quá. Ui, hên quá. Trời ơi, suýt nữa là cô bắt tôi lại rồi mấy bộ ơi. Ủa? Phải đi lấy cái thanh. Trời ơi, lộn rồi, đi lấy cái thanh qua cái chỗ này nè. Rồi xong trời mình. Trời đất ơi, trào lao thiệt luôn chứ. Trời, cô đánh gắt ghê quá. À, ghê quá à. Cô ơi, đừng đuổi tụi con nữa. Trời ơi, đây. Bây giờ mình phải gọi là gì ta? Nhảy từ các bạn. Đó, đây. Đấy, ok. Rồi, bây giờ là chúng ta đi được 50% chặng đường rồi nha. Bây giờ mới là lúc mà tôi gọi là đi nhanh nè. Vậy thì ra là bà giữ sức sao? Bà kia đứng lại. Bà dí đưa hộ coi, bà dí đưa hộ coi, trời ơi. Không thể nào, tôi không thể thua bả được. Đây, tôi không thể nào để với hộ fan còn để bả quản lý kênh của tôi được. Ok. Đây, đó, trời ơi, chắc là bây giờ mình đang vượt xa cái bà Simi kia lắm rồi, quá đã. Trời ơi, cái gì mà xa, xa lưng bà này mình ơi. Đây, ok. Đó. Nhưng mà còn lâu mới dí đó được, còn lâu lắm. Trời ơi, còn lâu hả? Đây. Đợi em với, chị ơi. Tôi té rồi. Trời chị ơi, chị chạy sớm chi rồi cũng mày quá, mày quá, ở ngay sau lưng luôn. Ủa gì kìa? Ủa? Sợ liền. Rồi xong bây giờ cưng té rồi nha. À, sau lưng chị thôi chị ơi. À, sau lưng à? Ờ, sau lưng thôi. Trời ơi. Chị ơi, đợi em với. Đây, bấm cái nút nè. Ok. Ủa? À, có cái bùm. Đấy. Ê, trời ơi, chị ơi. Ủa? Quá. Thế là khả năng thất bại rồi. Bum. Đi trước nhà. Sao lại đi trước được? Đây, còn em ở đây mà chị đừng đi. Đang đi trước nè. Nào mẹ à, đi trước nè. Sao đi trước được? Em còn ở đây, chị không còn đi trước đâu. Ok. Ơi, à, làm cái thanh sắt. Đây. Ê, ủa? Sao em được? À, ok. À, ok. Ây da, trời ơi, gót cái thanh sắt xuống đất rồi. Đây, đó. Ok. Bum. Ôi, xuống đất. Ủa, đặt bên nào? Bên này. Ây da. Đó. Trời ơi, đừng lên xuống đất luôn chứ. Quả đạn này. Trời ơi, chị ơi. Trời ơi, thôi. Em xin phép em đi trước đi chị. Không có đâu bé ơi. Bé đợi thì xíu rồi. Đừng có đi sớm á mà. Trời thôi, em đứng đây em nhảy chị một điều nhảy cho chị vui ha. Ok. Music. Rồi, chị qua liền em ơi, chị qua liền nè. Chị ơi, nhanh lên chị ơi, em đang nhảy nè chị ơi. Bộ em bội lắm hả? Rồi, chị qua em đi tiếp, đấy. Ôi, ai trời ơi. Trời ơi, nó giật mình với má ơi. Nó dèo một cái luôn á với má. Ê, tôi mà bị bệnh tim là tôi sốc thiệt nha mấy bạn. Trời ơi. Rồi, ủa chị đâu rồi? À, nè, chị xin lưng nè, chị xin lưng em nè. Trời ơi, 82% rồi. Sắp gọi là kết thúc cái map này rồi. Nói chung á, nãy chị chạy cũng vết thôi chị à. Bây giờ người quyết định chính là người tiêu diệt chùm cuối chị, hiểu không? Rồi, ok rồi chị. Em cũng sẽ công bằng với chị đó. Mở cửa ra. Ủa, tưởng tới chùm đi ơi trước. Tôi đi trước, chưa? Đây em đi trước. Ủa có sữa nè. Ôi vậy khác. Ủa rồi có gì vậy? Ôi trời ơi chị, sữa này là sữa của Flash đúng không chị? Trời, sữa siêu sữa này là Flash. Sữa gọi là siêu lớn siêu cao sao á? Trời ơi, sữa siêu nhân đó mấy bạn ơi, uống vô thành siêu nhân luôn đó. Trời ơi, chạy siêu nhanh. Rồi xong té luôn. À, ủa chị cũng té hả? Ủa chị cũng té hả? Ủa hai chị em té như nhau. Trời ơi, nhưng không sao, chị té thì em cũng chạy lại thôi. Đây chị em ngã không... em nâng rồi đó. Đó chị ngã em nâng đồ nữa. Rồi té nữa má ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái sữa này nó hơi ấy nha, thôi nó cũng ngon đó, nhưng mà ghê quá. Trời, chị là chưa tới nè. Thôi biêu dịch vô. Bộ em gấp lắm hả? À trời ơi, chị tới rồi. Trời rồi, em rồi chị dừng luôn nha. Nghe mùi đó. À, chị nghĩ sao vậy? Trời ơi, em còn đứng trước đây mà em sao bỏ cuộc.
trời ơi, cô bảo thu là robot hả? Oh my trời ơi. Ơi, giờ mình phải chiến đấu với cô bà mẫu hả? Không sao. Vô. Trời ơi, cô múa ba lê cho mình coi luôn kìa. Cô múa ba lê hả cô? Cô múa ba lê. Ôi, ôi trời ơi, trời. Cô múa ba lê gì các bạn? Trời ơi, cô à. Trời ơi, cô ơi, cô ơi, cô chuẩn bị nhảy. Cô múa, à bà là bà cháp bà cô. Ây da, à bà là bà cháp. Trời ơi, cô chơi đây. Cô chơi robot mà cô chơi văn nghệ luôn hả cô? Cô múa văn nghệ nè. Cô nhảy nữa. Trời ơi, cô sung nhảy quá. Trời ơi, cô làm robot mà cô nhảy quá trời luôn. Ok, ok. Hi. Ây da, trời ơi, ok. Rồi ba, yeah. Em bé giết được rồi chị ơi. Ôi, cái xe chị nhà, chị đi trước nhà đi ơi, rồi về đích luôn đi ơi. Đừng có gì, trời chết rồi chị ơi. No, đi nè. Thôi được, thì mình coi ai là người tới đích cuối cùng này. Chắc chắn mình có thể thua chị. Rồi, chị về trước nha em. Rồi, chị về trước ha. No, mình lại thua chị ta sao? Không quá được. Quá dễ, quá dễ. Mình chắc chắn mình không thua được. Ok, bây giờ cũng sẽ là lúc công bố kết quả nha mọi người. Mình hy vọng mình sẽ là người chiến thắng. Let's go. Ok, bây giờ tới lúc công bố kết quả rồi. Đúng rồi, công bố kết quả. Ai sẽ là Simi thật đây? Là tôi. Và mèo Simi thật chính là... Lâm ơi! Yeah! Hả? Vậy là tôi không phải là mèo Simi thật sao? Đấy, cho cứ chờ đồ giả mạo thôi. Hả? Lộn trong phần thật rồi. No! No! Ủa là cái hả? Cái! Ờ, khoan, từ. Ok, bây giờ cũng đã cuối clip rồi. Thì các bạn đừng quên giúp cho video của Sim được 5 lần like. Và các bạn có 3 giây cuối clip việc này.